chào anh chị trở lại với cái sản phẩm tiếp theo của bên Vàng Tay Hy Phạm. Đây là cái bản tender của đôi bông tai. Đây ạ, đôi bông tai làm cho anh khách hàng ở Nam Định. Anh ấy có hai cặp thì hôm nay tôi đã sản xuất từng cặp trước một nhé. Đây là sản phẩm đầu tiên cho anh ấy. Đây là một cái đôi đá 7 ly 2 và phun kim cương. Thì trong cái bản tender này tôi sẽ render hình ảnh cho anh chị xem cái mặt sản phẩm này nhé. Đây ạ. Những cái chấu cao này là những cái biện pháp thi công khi mà người ta phải dùng chấu này để tạo áp lực lên cái bộ kìm ấy, ép viên đá lại, thì sau đó chúng ta sẽ có thể cắt cái chấu này đi. Thì trên bản bản hoàn thiện đấy, chúng ta sẽ không nhìn thấy cái chấu này nữa, nó sẽ mất đi anh chị nhé. Và đây là cái phiên bản tôi render bằng Matrix 9.0. thì với phiên bản phần mềm Matrix ấy thì chúng ta đã có cái bản render, nếu video nó sẽ như thế này, chúng ta sẽ mất tầm khoảng một tiếng đồng hồ để tạo ra một đoạn video khoảng 10 giây. Đúng rồi, tầm 10 giây thôi. Thì trên cái máy chỉ khoảng có khoảng 2.000 đô thôi. Nhưng mà chuẩn bị sắp tới tôi sẽ lập một cái máy khoảng 25.000 đô. Thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái sản phẩm như thế này anh chị này. Sản phẩm video này thì rất là đắt giá, nhưng lại rất tốn tiền. Thì những bản video này chúng ta sẽ, nếu một cái máy tính thông thường ấy, sẽ làm mất khoảng 7 ngày. Độc render 7 ngày mới xong những cái đoạn phim này. Thì tôi phải nâng cấp máy lên gấp 10 lần, nghĩa là khoảng 500 triệu thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái đoạn video và với cái thời lượng nó giảm hơn rất nhiều lần. Thì tôi sẽ chấp nhận khoảng 3 tiếng đồng hồ để tạo ra một cái sản phẩm này cho anh chị. Có nghĩa là một ngày chúng ta có 24 tiếng thì phải set up và sắp xếp sản phẩm tiếp theo có thể render được. Ví dụ như đây ạ. Đây là những cái phiên bản render để chúng ta có thể tạo ra những cái đoạn video đẹp như thế này. Thì tôi hẹn anh chị trong khoảng 3 ngày nữa thôi để chúng ta có sản phẩm rồi. 3 ngày nữa. Thì những anh chị nào bắt đầu thi công bên chúng tôi trong khoảng 3 ngày tới thì bắt đầu sẽ có video dạng như này nhá. Thì dành riêng cho anh chị. Một sự đầu tư khá đáng giá đấy, nó tầm khoảng 400-500 triệu. Sự là nó thật đến mức không thể tưởng tượng nổi. Công nghệ tuyệt vời thật. Rồi ok, chúng ta dừng video những cái bên ngoài nhá. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với sản phẩm này ạ. Thì đây là cái thông tin của cái bộ hoa tai mà anh chị có thể xem thấy. Nó bao gồm đá Monsenit 7 ly 2, 24 vi kim cương và 18K là 1 chỉ 15. Không có quá nhiều anh chị ạ. Đấy. Thì tạo sản phẩm này nhá. Đây là cái ảnh những cái sản phẩm mà bạn Minh bạn ấy chụp này. Nhưng còn thực tế sản phẩm thật ấy, nằm ở đây anh chị ạ. Đây chúng ta sẽ có những cái tiếp theo là chúng ta sẽ có cái tờ các giấy này, thứ ba là sẽ có cái giám định của cái bên trung tâm kiểm định đá quý, kiểm đá quý này. Và chúng ta sẽ có đoạn video. À, đây là cái sản phẩm nhé. Sản phẩm hoàn thiện này. Đấy, anh chị thấy rực rỡ không ạ? Thì kim cương Osenit thì trong cái hiệu ứng hình ảnh của máy ảnh thì tôi không lên nó nét hơn được. Chúng ta sẽ chỉ xem được cái tầm như này thôi. Còn thực tế bên ngoài ấy, thì sản phẩm chúng ta mới đặc biệt. Đây là sản phẩm ngoài nhé, đây là cái video của nó này. Thực ra trên video với qua hình ảnh thì nó chỉ thể hiện được khoảng tầm 70-80% cái độ sắc nét và độ đẹp của viên đá thôi. Không thấy sự lấp lánh hoàn toàn đúng không? Bên ngoài là lấp lánh dã man luôn. Đó, thì đây là những cái phiên bản mà sẽ là sản phẩm quay. Đây, tại hình ảnh cái chấu đó chúng ta sẽ dùng cái chấu vặn gen đấy chị nhé. Để cho nó an toàn nhé. Thế còn bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những video khác. Đó, thì một sản phẩm đã hoàn thiện cho anh. Và hy vọng là chúng ta sẽ gặp gỡ nhau trong nhiều sản phẩm khác. Đó, xin chào và tạm biệt. Đó, xin chào anh chị.